Một ba mẹ hai con 21 tuổi sinh sống ở miền Nam Hoa Kỳ đã đăng tải một bức ảnh selfie của mình với bạn trai 20 tuổi lên mạng xã hội. Và cô ấy không còn dịp nhìn thấy tấm hình selfie đó nữa. Người bạn trai đã làm gì? Mời mọi người cùng theo dõi. Bức hình chụp lại khoảnh khắc người đàn ông Raphael đang hướng nòng súng có gắn trỏ laser màu đỏ ở phía đằng sau của Stephanie. Trong khi đó, ba mẹ hai con này thì đeo kính, mỉm cười vui vẻ kèm theo dòng chú thích đùa vui Strap Chat, thuật ngữ tiếng lóng nói về việc mang theo súng. Tuy nhiên, Stephanie không ngờ rằng chính tấm hình này lại là khoảnh khắc cuối cùng còn sống của bà mẹ hai con. Người thân và bạn bè của bà mẹ hai con đã không khỏi thất kinh. Khi chỉ vài giờ sau khi đăng tải bức hình trên, cô đã ra đi. Người bạn trai sau khi hành động đã cố gắng vơ vét các tài sản có giá trị của nạn nhân trước khi bỏ trốn. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải bức ảnh, giữa họ đã xảy ra trận cãi vã cuối cùng và Stephanie bị tước đoạt mạng sống bởi chính khẩu súng của người mình yêu. Bức ảnh selfie của nạn nhân cho đến nay vẫn trở nên nổi tiếng. Đó là một minh chứng cho điềm báo luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày, xuất hiện trước những thảm kịch xảy ra.